Hello các thần dân, hãy đến với Vương Quốc Kiến. Hôm nay ngày mới lại bắt đầu. Theo yêu cầu của anh em Mê Môn Trọi Kiến, mở cuộc tỉ thí giữa hai dòng tộc bất bại Vua Vừa An và Tê Cha Pô Lê Gia. Cuộc thi đấu bắt đầu. Hai đấu sĩ vào trận rất dè chừng, lợi dụng sơ hở của Vua An, Tê Cha Pô Lê Gia khi đứng hàng vô công một chân của Vua An. Rất nhanh anh đã đỡ được thế. Vua An cũng chẳng vừa áp chặt miếng hàng vô công vào lưng của Tê Cha. Tê Cha Pô Lê Gia cố gắng dùng kim chân thần thiểm đỡ miếng hàng vô công của Vua An, nhưng với sự khéo léo, anh tránh khỏi. Tê Cha Pô Lê Gia bất kiểm soát loạn trọn chạy vòng quanh võ đài. Vua An leo lên cao bất thần, anh leo từ trên cao xuống đánh miếng hổ gồ, nhưng Tê Cha Pô Lê Gia đã né được. Hai võ sĩ quay sang đánh đấu vật, nhưng hai bên đang tài nhau sức lại chuyển cách đấu thông thường. Hai võ sĩ lại điên cuồng xuất chiêu hàng vô công, nhưng bất thần Tê Cha Pô Lê Gia gặp đòn kim chân thần thiểm làm cho Vua Vàng choáng váng. Chưa kịp tỉnh thần, Tê Cha lao vào như hổ vồ mồi, tưởng ăn tươi nuốt sống Vua Vàng. Vua Vàng không phải dễ chơi, Vua Vàng đã đề phòng đáp trả lại hàng vô công. Hai đấu sĩ ôm nhau vật lộn ra những đòn chí mạng, một chiến ngang tài hàng sức. Vua Vàng nằm dưới, Tê Cha nằm tươi tự phòng, nằm trên chân đa đạn để cơ thế. Nhưng Vua Vàng dùng thế võ sai truyền, không cho Tê Cha Pô Lê Gia thoát ra. Sau ấy, hồi ra đấu thì Tê Cha lên Pô Lê Gia yếu dần. Trọng tài thua dừng trận đấu để kiểm tra hai võ sĩ. Thưa quốc vương, hai võ sĩ đã toi. Ta vô cùng thương tiếc hai võ sĩ thực sự là anh hùng của Vương Quốc Kiến. Ghi danh hai chiến binh Vua Vừa An và Tê Cha Pô Lê Gia vào bảng vàng. Cuộc thi đấu hòa và kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Đừng quên đăng ký, like và share để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.